lần tiểu rắt tiểu không hết nước tiểu thì em nên sử dụng cây thuốc nào để điều trị dứt điểm ạ? Cách đây 4 năm thì em đi khám bị viêm bàng quang mãn tính, tình trạng tiểu nhiều lần diễn ra gần đây và em đi khám lại thì bác sĩ bảo là em bị viêm đường tiết niệu ạ. Chào bạn, với bệnh của bạn thì bạn nên tham khảo một số vị thuốc sẽ có tác dụng điều trị bệnh viêm đường tiểu và hỗ trợ điều trị bệnh về tiết niệu. Những vị thuốc tốt cho bạn bao gồm những cây thuốc như sau: cây cối xay, cây bồng bon, cây xuyên tâm liên. Và kết hợp các vị thuốc trên uống thì sẽ có tác dụng rất là tốt. Bạn hãy liên hệ với nhà thuốc thông qua số hotline bên dưới để được hỗ trợ thêm ạ.